Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Tài 66 Vlog cũng như là kênh của chị Nắng Xuân ha. Thì cô chú anh chị, hiện tại em đang có mặt trong nghĩa trang Hòa Viên tỉnh Bình Dương. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Trên tay em đang có cầm hai cái lồng chim. Chim này là chim chim sắc quan âm, gọi là chim sắc quan âm, và một ít nhang để đi phóng sinh vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Thì em đi phóng sinh cái này á là đại diện cho một chị phóng sinh để hồi hướng nguyện cầu công đức, và cũng như là được nguyện cầu công đức cũng như là giảng sanh cho một người mẹ của một chị. Em xin phép được giấu tên nha cả nhà. Thì chứ không phải ở trong đây là cái khu mộ gia tộc gần với lại mộ của vợ đầu chú Vũng, chú Dũng là Voi, cũng như là khu mộ của chú Tiên ở phía bên đây nè cả nhà. Đó thì em đi phóng sinh ở này thì cô chị cũng có yêu cầu là đi lại mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn, mẹ Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn để phóng sinh. Và bây giờ thì Tài xin mời quý cô chú anh chị và các bạn đi theo em ha, đi lên trên đây để phóng sinh ở trên đây nha quý cô chú anh chị. Có mấy anh sáng nay thì có mấy anh lao công, mấy cái anh trồng bông cô chú anh chị. Mình đi đường này cho nó đẹp ha, đi trực diện lên trên đây. Ở đây là khu mộ gia tộc cả nhà, mộ ở đây là phải nói là mộ mà khang đẹp luôn, là cả nhà cũng biết rồi đó. Mình có thể đi từ trên cao, đi hướng này từ trên cao mình có thể nhìn bao quát được một khu, một vùng ở khu mộ gia tộc chỗ này. Trong cái lồng chim, hai lồng chim này á là tổng cộng là 87 vị chim, 87 con chim. Bây giờ mình lên đây cô chú anh chị. Dạ, cho con lên xíu ha. Dạ. Sáng mấy anh mấy chú chăm sóc bông hả? Dạ. Đây là mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn cả nhà. Thì mình để đây để phóng sinh chim tại đây. Để cho ảnh gút chân nhang, rồi sau đó mình thả. Xin giới thiệu sơ sơ với cô chú anh chị xíu đi, là mình đứng từ trên cao đây á, mình có thể quan sát được một khung, một vùng của nghĩa trang Hòa Viên tỉnh Bình Dương trong khu mộ gia tộc luôn quý cô chú anh chị. Còn qua bên đây á thì cả nhà mình thấy được ha, là khu mộ, ngôi mộ của vợ đầu chú Dũng là Voi, cái mái ngói đen đen đó cô chú anh chị. Đây nè, đây ha, nhìn rất là đẹp ha. Và phía bên đây á thì cái đỏ đỏ đây là khu mộ của gia tộc Suối Tiên, phải nói là rất là hoành tráng và quy mô luôn. Chỗ này á thì buổi chiều mà mình được đi lên trên đây á thì rất là mát ha, rất là mát luôn cô chú anh chị. Đây mẹ mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn ở đây, nhìn mắt nhìn tay á. Trong này đi mình quên đem cái khăn ướt để lau bàn thờ. Xong chưa chú? Chưa, chú chưa xong. Thằng ướt, thằng ướt. 10 điểm, chú nó 10 điểm. Làm gì 10 điểm chú? Giỏi hả? Chú biết mình lên đây phóng sanh nên chú dọn bàn thờ cho sạch sẽ. Dạ, 10 điểm đúng rồi, 10 điểm. Chú đây làm ở Nghĩa Trang Hòa Viên tỉnh Bình Dương khu 1. Khu 1 là khu gì chú? Tâm Linh hả? Khu 1 gọi là Tâm Linh hả? Dạ. Dạ. Mấy chậu này là chậu bông vạn thọ. Lạ hả? Chắc được cái bông nó quắn quéo rồi phải không? Đó. Rồi chú xong rồi kìa. Bây giờ mình vô mình thắp hương thôi. Không, anh chú cũng lao xong rồi, khỏi đi. Bây giờ chị cầm đi, chị cầm cho em đi. Đây là 87 con nha quý cô chú anh chị. Giờ em xin phép thắp nhang với mẹ Quan Âm. Nhìn 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 pho tượng mẹ Quan Âm rất là đẹp nha cô chú anh chị.
Gương mặt rất là hiền từ phúc hậu ha, nhìn mắt nhìn tay. Mấy chú chim kêu quá trời luôn. Hôm nay mình thả tự do về cho mấy chú chim này nha cả nhà. Lấy nguyện cầu hồi hướng cho một cho bà. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đệ tử Đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Còn tên tài kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Con được đại diện của một chị. Dạ con xin phép được giấu tên là chị gái có nhờ con thả những vị chim, những chú chim này về với thiên nhiên, về với tự do. Và nguyện cho chú chim này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, để đời sau kiếp sau thì cũng không đọa làm kiếp chim nữa, được vãng sanh, được siêu thoát. Thì nguyện hồi hướng công đức này cho bà tên là Phùng Thị Thọ, pháp danh là Vạn Phước, mất ngày 16 tháng 9 năm năm 1935, hưởng thọ 87 tuổi, mất năm 2021, năm Tân Sửu. Thì nguyện hồi hướng công đức này cho bà sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Thì con cũng nguyện cầu cho những chú chim này sau khi được thả tự do về với thiên nhiên thì cũng được mạnh khỏe, và đời sau kiếp sau thì dù ở đâu, ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, và có sức mạnh tinh tấn tu tập để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Hôm nay con được đại diện cho một chị gái có trả tự do những cái vị chim này về với thiên nhiên, về với tự do. Nguyện cầu công đức này cho bà là dạ, em xin phép nè bà. Bà tên là Phùng Thị Thọ. Nguyện cầu công đức cho bà tên là Phùng Thị Thọ, pháp danh là Vạn Phước, mất ngày 16 tháng 9 năm 1935, hưởng thọ 87 tuổi, mất năm 2021. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đệ từ đại bi cứu khổ cứu nạn, nguyện cầu cho bà sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Bây giờ mình sẽ đọc chú vãng sanh, nguyện cầu cho những chú chim này ở đời sau kiếp sau thì cũng được được vãng sanh với cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Bà Đà Đa Tha Già Đa Dạ Đa Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Rồi thì để cho mình một chút xíu ha cả nhà.
mình trình với mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát một chút xíu, rồi sau đó thì mình sẽ phóng sanh, thả những vị chim này về với thiên nhiên, về với tự do ha cả nhà. Đây là những chú chim gọi là tên là Sắc Quan Âm, 87 con. Thì bà hưởng thọ là 87 tuổi nên thả 87 vị chim, những chú chim này coi như Ông ấy cái lông có trên cái lưng của ông bị sao bị chùi lủi hả? mấy ông kia thấy Nhổ mổ lông hay sao? nha nhưng mắc cười ha, nhưng mà không sao, nhưng mà nhìn ảnh tí tí sao Những vị chim này thì cả nhà thấy là cũng rất là khỏe mạnh ha. Thì hôm nay thì em cũng là đại diện giúp cho chị ấy được làm một việc gì đó để giúp cho mẹ chị ấy được vãng sanh, được siêu thoát không quý cô chú anh chị. Thấy trong lồng chim thì thấy những chú chim nào cũng khỏe mạnh hết trơn cô chú anh chị. đẹp ha. À, Mà cái tên của mấy ổng cũng Sắc hay Quan luôn. Âm ha. Đây là cô chú anh chị, đây là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nè. Ở được an vị tại đây rất là đẹp ha, nhìn rất là gương mặt rất là phúc hậu, nhìn mắt nhìn tai, đứng ở chỗ này rất là mát luôn. Nếu mà trời không nắng ha thì gió mát nè, thêm cái khung cảnh mà trời nó mát nữa thì rất là đẹp cả nhà. Nó mình đứng ở đây thì mình có thể nhìn thấy được toàn cảnh một một vùng ha, một vùng của nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương, đặc biệt là khu mộ gia tộc ở trong đây. Thôi thì mình phóng sanh luôn nha chị, để ở đây nắng tội mấy mấy chú Nóng chim hả ông? nóng quá. Thì cũng như vậy thôi cả nhà. Con cũng nguyện cầu cho bác sớm được vãng sanh, được siêu thoát ha. Chị cầm máy giùm em. Bây giờ mình sẽ thả quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Đây mình mở cái cửa nhỏ như hồi qua vậy. À, bây giờ mình sẽ thả Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con nguyện cầu hồi hướng công đức này cho bà Phùng Thị Thọ, pháp danh Vạn Phước, sinh năm 1935, hưởng thọ 87 tuổi, mất ngày 16 tháng 9 năm 2021. Hồi hướng công đức cho bà sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình thả nha. Rồi mấy chú chim này về với tự do là được khỏe mạnh nha. Nguyện đời sau, kiếp sau thì không có đọa làm chim nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bay đi mấy chú. Cái chú chim này sao mà còn ở trong đây vậy? Chú nào à? Đây còn còn ít nè. Chú này thì từ từ để đây, chú còn muốn liếng tiếc gì đây? Còn đang lưu lý. Bay 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 đi, bay đi. Đó. Để anh ra, bắt anh ra, ra ngoài đi. Không, để im đó đi. Để cho chú ngồi đó chơi Là xíu bạn đi. Đây là lồng thứ hai. Tổng cộng là 87 chú chim nha. Bà già. Rồi về sức khỏe nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, mấy chú này không muốn đi hay sao vậy? phải mình nghiêng nghiêng cái lòng Đó. mở rộng ra thì nó mai rất là nhanh, nhưng mà tôi còn cái anh bạn này nó dọn. Đây, ra đây đi. Không, nhiều khi ảnh mới biết bay á, anh bay chưa có cứng á. Để sao, để em ra đó Rồi, đó, để nó tự động tự tự để về anh lên trên cái chậu hoa nè, lát bay đi. À, con bay quá trời luôn. Nó thấy không, thấy không? kiểu như là ảnh Lưu nóng. luyến không muốn đi, không biết bay mà không làm bộ á. Không làm bộ không biết bay á. Nam mô A Di Đà Phật.
Thôi đi thôi. là mình đi nhá. Đi đi xuống này thôi. Rồi bây giờ em cũng xin phép đi. Xin phép chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cũng như là chị Nắng Sơn, cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào, tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại ạ.